ok. Đến ngay cái quầy này nè, là quầy A13, và mình đặt ở trên Calus thì mình đặt hai sim với lại hai thẻ autobus để di chuyển MRT về trung tâm Hồng Kông. Bây giờ là đang đợi anh ấy lấy thẻ cho mình. Hiện tại là Thư mới vừa đi lấy thẻ, hai cái thẻ autobus, là hai cái thẻ này là thẻ di chuyển. Thì cái thẻ này là mình có thể là di chuyển tất cả mọi nơi tại Hồng Kông bằng MRT, xe lửa, xe buýt. Người ta nhìn mình. Cái này hiện tại là trong thẻ này là có $50, và khi mà mình muốn di chuyển thì mình phải nạp tiền vô cái thẻ này. Bây giờ đói quá chị hai, mình mới mua một cái bánh. Và hồi nãy mình khi mà mình đi dạo một vòng để lấy cái thẻ này á, thì mình nhìn từ xa là có hai quán trà sữa, và giờ phải ghé hai quán trà sữa đó để mua ly trà sữa uống mới được chứ. Một ly trà sữa tinh ren. Các bạn biết biệt danh của mình là gì không? Cô bé trà sữa. Thì là đi đâu bất kỳ ở nơi nào mà Thư ghé đến là đều phải đáp xuống sân bay, đầu tiên là phải có một ly trà sữa uống vô thì mới có năng lượng để đi tiếp và di chuyển tiếp. Hiện tại là uống một cái ly này xong và di chuyển vô trung tâm là sẽ mua thêm một hai ly nữa uống. Và trà sữa Tangren ở đây rất là ngon như các bạn. Đây Tangren Hồng Kông. Mất trộm hoặc là lấy nhầm đó các bạn.
Giờ mình đi xuống. Mình đi xuống mình đổi qua xe bus khác vì cái xe bus bây giờ mình hoạt động rồi. Bây giờ mình chỉ mua một phần mì cá chiên mình ăn thôi.
quán này để cứu đói cho mình chứ không thôi là đói mèo đâu. Phần này của mình là 25 đô ha, đó là 75 đô. Đây mình quay cận cảnh tô mì cho các bạn xem nè. Đây là mì, đây là mì trộn mấy bạn, mì trộn cá viên nha. Mì trộn cá viên. Rồi bây giờ bắt đầu mình ăn. Được ghét đó. Ăn thử cá viên. Wow. Đây mình lấy một phần cay á, cay nhiều tại vì mình thích ăn cay. Ngon quá. Mà cái này á, ăn á, không có no. Bây giờ á, đến Mai Tấn Lạo, đi đến mặt của nền mình. Hiện tại là ở bên Hồng Kông là đang là 1:30 rồi mấy bạn. Mà đói bụng quá nên bây giờ mình đang ở mặt đô nền và mình order hai miếng gà và một ly coca thì tổng cộng của cái bill là 25 đô là chạy ra là khoảng 75.000-80.000 tiền Việt Nam, cũng bằng giá bên Việt Nam. Và ăn kèm với cái tô mì hồi nãy mà mình mới mua ở trên đường phố. Trời ơi cái mì đó ngon, ơi là ngon rồi. Cái mì nó ngon, nó ớt cái nước cay á, vô ngon á. Bây giờ rảnh ngồi ăn gà và tâm sự, chia sẻ về cái lúc mà mình check in ở sân bay Hồng Kông và mình di chuyển vào đây thì cũng khá dễ dàng. Mình đặt khách sạn ở trên Agoda và cái khách sạn đó thì nó nằm ở trong cái tòa chung cư là chung cư Mansion. Khi mà mình di chuyển đến cái trạm Shinkansen thì mình chỉ cần đi bộ khoảng 4 phút thôi là mình đã đến được cái khách sạn nơi mình ở rồi. Và khi mà bước xuống chung cư nơi mình ở thì có rất là nhiều quán ăn nè, tiệm trà sữa nè và trung tâm thương mại nữa. Thì hình như là cái nơi này á, là trung tâm luôn và nó là sống về đêm các bạn. Hồng Kông là giới trẻ của mình á, là ngủ khuya hay sao á. Đường phố bây giờ á, thì vẫn còn khá đông các bạn trẻ đang dạo phố bên ngoài. Còn mình thì chủ đề ăn thử coi gà bên Hồng Kông có ngon không. Order hai cái đùi, mỗi cái đùi nó cũng mini quá, không có bự. Đây hai cái đùi mini ăn cùng chị caramel nè chị. Đói bụng quá, ăn gì cũng thấy ngon. Đây. Đồ ngon quá các bạn luôn. Các bạn ăn đói bụng. Ngon quá. Ăn gà thôi mà cũng thấy ngon. Ở Việt Nam ăn này hoài. Wow.
nha. Cái mà mình quay mình nói chuyện vậy, cái nhiều người nhìn mình đó. Mà ở đây á, dân nhập cư á, với lại á, cái chỗ ở, cái chỗ ngủ của người ta mà những cái người vô gia cư hay người mà thu nhập thấp á các bạn, người ta hả phải ngủ ở trong cái chỗ này nè, cái chỗ mà mặc đồ nào này nè, là tại vì nó hoạt động 24 giờ á, nên á tôi nhìn xung quanh á là tôi thấy hả những cái chỗ mà người ta ngồi ăn á là hả có những người vô gia cư người ta vô đây người ta ngủ luôn. Và ngủ nhiều. Và ở đây á, hình như là cái khu này là cái khu phố người Tây á, nước ngoài, giống như là khu bùi biển ở Việt Nam vậy đó. Tối đi nhìn mà thấy là toàn là người nước ngoài không, người có người Ấn Độ, người Mỹ, người đa số là ở đây là không phải là khu của người Hồng Kông ở, mà là khu dành cho du khách nước ngoài á, du khách nước ngoài ở đây.